Xin chào thầy và các bạn. Em tên là Vũ Minh Tân và em xin trình bày bài tập vi xử lý. Bài tập số 12 là điều khiển động cơ DC như là video thầy đã hướng dẫn. Đầu tiên là vẽ mạch nguyên lý trong rotor. Đầu tiên là dùng em cũng sử dụng con PLC PX16F887 cấp cho chân reset, nối với chân reset một nguồn 5V và có sử dụng điện trở là 4K7 ôm. Nguồn thạch sử dụng một nguồn thạch anh và nguồn thạch anh ở đây em sẽ sử dụng là 20 MHz. Đây 20 MHz. Và có sử dụng 3 nút theo thầy hướng dẫn thì sẽ là nút up, nút down và start stop là để điều khiển tốc độ động cơ. Up down là sẽ điều khiển tốc độ động cơ và start stop là để cho động cơ hoạt động hoặc là ngừng động cơ lại. Và nút up thì em sẽ vào up down start stop thì lần lượt em sẽ nối vào các chân là B0, B1 và B2 của con pick. Tiếp theo là em sẽ sử dụng một con vi xử lý L298, con vi điều khiển L298 có nối và có sử dụng thêm là một cục pin 12V, có 4 con diode và cuối cùng là Alo. động cơ một động cơ DC. Và để đo xung cho mạch này thì em có sử dụng một cái đồng hồ đo xung. Đây đây là toàn bộ mạch nguyên lý của em, và vì đã thầy đã hướng dẫn rất kỹ càng nên em sẽ không làm em sẽ không làm lưu đồ mà em sẽ qua phần viết code luôn. Đầu tiên là include, là thông thường cái như các bài khác thì include Không có máy thì fields đi hs, mà include 16F887.h là khai báo thư viện, được tính điện dùng nguồn thoại thạch anh ngoài và hàm delay có hàm clock 20 MHz. Và như em như bên mạch rotors thì em có sử dụng 3 nút, đó là up down start stop, nên em sẽ khai báo các chân, ba chân đó là B0, B1, B2 và em có một chân nữa là enable là vào chân C7. Đây là hai chân enable của con L298 này sẽ nối vào nhau và đưa vào chân C7 của con PIC 16F887. Rồi tiếp theo là sẽ có hai biến value và cấp tốc độ, và có một biến nữa là trạng thái động cơ, là đặt trạng thái động cơ DC là ở hai mức, đó là không là dừng và một là chạy, cho nên là sẽ là in một, chỉ là in một. Void đầu tiên là em sẽ viết ba chương trình con. Đầu tiên là chương trình kiểm tra nút start stop. Đây if input start stop bằng bằng không thì lấy 20 mili giây, và if input start stop bằng bằng không lại, while input start stop bằng bằng không là đây là bốn dòng này là dùng để set chống dội cho nút nhấn start stop, và khi nút nhấn start stop đã chắc chắn là đã được nhấn thì là trạng thái động cơ sẽ bằng đảo, là trạng thái động cơ là đảo trạng thái. Như là nếu trạng thái động nếu động cơ đang dừng thì sẽ động cơ đang dừng có nghĩa là trạng thái động cơ đang ở mức không thì sẽ lên một, và nếu động cơ đang chạy là ở mức một thì sẽ về không. Đây trạng thái động cơ, và nếu mà trạng thái động cơ bằng bằng một là cấp tốc độ em sẽ xét cho bằng một, và ở đây theo bài tập của thầy thì cấp tốc độ sẽ có 10 tốc độ, 10 cấp. Và khi mà nhấn start stop thì cấp tốc độ sẽ được đưa về sẽ được xác lập là bằng 1. Và nếu mà trạng thái động cơ khác một là bằng không thì cấp tốc độ sẽ bằng không. Và hàm con thứ hai là kiểm tra nút up, thì tương tự như kiểm tra start stop thì bốn dòng đầu cũng là dùng để chống dội cho nút up, if input up bằng bằng không, delay mili giây 20,
input up bằng bằng 0 và y input up bằng bằng 0. Khi mà đã chắc chắn là y input up bằng bằng 0 là chắc chắn nút up đã được nhấn, thì cấp tốc độ cộng cộng là sẽ tăng cấp tốc độ lên là sau là nếu bằng 1 thì bà cấp tốc độ khi nhấn start shop là bằng 1 thì nó nhấn nút up. Nhấn nút up thì nó sẽ lên 2, tiếp tục là lên 3, lên 4. Và nếu cấp tốc độ lớn hơn 10 là vì ở đây là chỉ xác lập là 10 cấp, 10 cấp tốc độ. Cho nên là nếu cấp tốc độ lớn hơn 10 là em nhấn nút up lên lớn hơn 10 lần thì cấp tốc độ vẫn không thay đổi, là vẫn chỉ giữ ở mức là 10. Và tiếp theo là hàm con thứ ba, hàm con cuối cùng đó là kiểm tra nút down. Và bốn dòng đầu cũng như hai chương trình trước thì bốn dòng đầu là để chống dội cho nút down, tương tự như nút up thì cấp nếu mà nhấn qua input down bằng bằng không là nếu chắc chắn nút down đã được nhấn thì cấp tốc độ trừ trừ là giảm cấp tốc độ lại, là cấp độ 5 thì giảm lên 4, ví dụ vậy. Và tương tự như cấp tốc độ ở trên khi nút up thì cấp tốc độ lớn hơn 10. Nếu cấp tốc độ lớn 10 là nhấn nút up hơn 10 lần thì cấp tốc độ vẫn giữ nguyên là 10. Thì tương tự như vậy, thì ở nút down thì nếu mà cấp tốc độ bé hơn 1 là thì cấp tốc độ sẽ vẫn là bằng 1. Có nghĩa là em nhấn nút down hơn cả 10 lần. Vì lúc này là vì cấp tốc độ em chỉ cho chạy là từ 1 tới tới 10. Và cuối cùng là bước vào chương trình chính, Voidman, Sysctl0xff và Sysctl0x00 và Sysctl0xff là khai báo các ngõ ra của con pick thôi. Upload ping C3 là cho phép động cơ chạy thuận. Ở low thì pin C3 thì nếu mà để động cơ chạy nghịch thì em sẽ khai báo là output 2 pin C3, ví dụ vậy. Và setup CCP1 CCP BMW là đặt cấu hình cho chân CCP1 là chân out của PWM, và CCP PWM này là dùng kỹ thuật của PWM. Setup timer 2 T2 diff by 16 và 2491 là em thiết lập chu kỳ xung của PWM là 0,8 giây như là thầy đã hướng dẫn. Đã tính ra chu kỳ là sẽ là 0,8 giây và chu kỳ timer là 249 và hệ số chia của timer 2 là 16. Đây. Và set timer 2 0 là đặt giá trị ban đầu của timer 2 sẽ là bằng 0. Và để cho phép con 298L298 hoạt động thì dùng hàm là output 2 enable, là đây, output 2 enable, hai chân enable của con L298 sẽ đưa vào chân RC7 như em đã khai báo ở trên. Em đã khai báo ở trên thì pin C7 sẽ là chân enable. Đây, output 2 enable. Đầu tiên, value bằng 0, trạng thái động cơ bằng 0, cấp tốc độ bằng 0. Thì là đây là trạng thái đầu tiên, là khi chưa nhấn nút start stop. Và set PWM 1 duty value là để cho con PWM hoạt động. Và while true là khi mà được nhấn nút start stop, thì nếu mà trạng thái động cơ bằng bằng 1, có nghĩa là lúc đầu ban đầu là bằng 0 thì nhấn nút start stop để cho động cơ hoạt động, thì trạng thái động cơ là sẽ tăng là từ 0 lên 1, thì động cơ đang chạy thì sẽ khai báo là, thì lúc đó là kiểm tra chương trình con, hai chương trình con là kiểm tra nút up và kiểm tra nút down mới thực có thể được sử dụng. Còn nếu mà không nhấn nút start stop
Đầu tiên thì trạng thái động cơ sẽ là bằng trạng trạng thái động cơ là bằng không. Bằng không thì lúc đó là chỉ hai nút up và down có nhấn thì động cơ vẫn không hoạt động. Và value là giá trị của xung, thì là giá trị của độ rộng xung là sẽ bằng cấp tốc độ. Cấp tốc độ là từ 1 cho tới 10. Như thầy đã tính thì 10 cấp tốc độ thì giá độ rộng xung sẽ là tương ứng với lại 1.000, và 10 cấp tốc độ thì mỗi cấp tốc độ tương ứng với lại 100 mili giây. Thì lúc đó là value sẽ bằng cấp tốc độ nhân cho 100 là tương ứng với lại độ rộng xung. Và cuối cùng là set BWM 1 DT value là đặt giá trị độ rộng xung để cho nó hiển thị ra đồng hồ. Và đây là toàn bộ chương trình mà thầy đã hướng dẫn, em đã làm theo thầy, và em sẽ đưa nó vào con bên mạch Rotos. Ở đây em sẽ là 20 MHz. Đầu tiên đây, đây là lúc đầu tiên là vẫn chưa hoạt động. Nếu em nhấn nút up, nếu nhấn nút up và nút down thì xung vẫn không thay đổi và bắt đầu start stop là có một xuất hiện xung. Đây động cơ đang chạy. Nút up là xung sẽ tăng lên. Rồi, động cơ tăng nhanh. Và nút down là động cơ giảm lại và độ rộng xung cũng sẽ thay đổi. Nếu em đây là động rộng xung ban đầu, nếu em nhấn thêm nút down thì nó vẫn không thay đổi. Tương tự như nút up. Một là đó, trạng thái xung là 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đây. Và nếu nút start stop thì sẽ dừng lại, động cơ sẽ dừng lại. Và đây là toàn bộ chương trình của bài tập của em. Xin cảm ơn thầy và anh trợ giảng đã lắng nghe. Nếu có gì sai sót thì mong anh trợ giảng và thầy giúp em để chỉnh sửa. Em xin cảm ơn ạ.